Long xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh ẩm thực nấu ăn của mình nha. Buổi hôm nay là Long làm bữa cơm cho gia đình nhỏ của mình á. Những món ăn thì rất quen thuộc, dễ nấu, bạn nào cũng vào bếp đều nấu được hết ha. Sau khi mình đi tập thể dục buổi sáng về thì mình có vào chợ mình mua một ít đồ để mình về mình làm bữa cơm cho gia đình ha. Nguyên liệu thì cũng đơn giản thôi. Một số nguyên liệu đây thì mình cũng sẽ chế sạch sẽ hết rồi, chỉ còn mình cắt nhỏ thôi là xong. Bữa cơm của mình hôm nay nấu gồm có một con cái nhồng biển đó nha, và một hạt keo với tiêu ha, một hạt keo với lại hai cái cánh gà. Mình mua hai cánh gà gì mình cũng dùng, người ta chặt sẵn á, và một chiếc nước mắm. Ở ngoài đem xào hai cái thúng vịt, mình mua một ít khoai với lại khoai tím ha, và về mình cái nhà cùng mình vào bếp nấu ăn luôn ha. Bây giờ mình đi cho thịt gà vào đây, luộc sơ quá ha, cho nó chín. Thịt nãy giờ này mình nấu nó cũng sôi rồi, nó cũng chín rồi nè. Đóng chín được 50%, bây giờ mình tắt bếp. Nhớt ra cái vai này cho nó ráo nước ha. Rồi mình để ráo nó mình chiên luôn. Bây giờ mình cho dầu vô mình nấu canh với mỡ nha cả nhà. Qua đây mình lớn tuổi cho mình ăn cũng tạo cái chất nhờn cho khớp chân đồ với nhà. Nó cũng có độ nhớ giống như bắp cồi, ăn cũng rất tốt. Mình cho muỗng muối vào đây luôn. Mình cho một muỗng hạt nêm, mình cho muỗng bột ngọt. Nước thêm ha, người nhà mình ăn canh nhiều lắm. Thời gian cái bếp mình chờ đợi nấu canh á thì mình ướp cát chứ ha, cát với lại mình đập trứng thêm luôn. Con cát mình cắt đúng ha. Con cát đây là cỡ 500 g. Cho vào đây là cỡ 2 muỗng mắm nè.
nhắc lên. Một muỗng rưỡi đường, nửa muỗng màu đường. Màu đường đây là mình ở nhà mình thắng thôi nha, mình thắng bả hũ để dành kha ké nha. Cho thêm một ít nữa. Sau cùng là tiêu, mình không kho ớt nha cả nhà. Đúng là mình bả ớt bột mà kho trộn luôn cả nhà, trộn cho nó thấm ha. Còn cái nhầm đây mình thì kha keo này nó ngon lắm, không thì mình nấu canh, hoặc mình nấu không thì mình nấu bánh rau bánh bầu, hoặc mình nấu bánh canh rất là ngon. Cái đây thì được cái món kha keo thì nó ngon, giờ mình để ở bên cho nó thấm ha. Mình đặt cái trứng ra luôn. Bây giờ thời gian mình chờ đợi chiên cánh gà gà. Chiên cánh gà thì mình làm nước sốt ha. Mình cho vào đây 2 muỗng nước mắm. Một muỗng tương ớt. Một muỗng rưỡi đường. Tiêu mình cho vào cỡ 4 muỗng nước lọc, rồi mình để hỗn hợp. Và bây giờ mình lên mình coi cái cánh gà nó vàng kia, mình dớt ra ha. Mình dớt cánh gà ra ha, thì nó có vàng rồi. Sắp bánh kẹp thì mình cho tỏi vào ha. Cho nước sốt vô đây. Cho tỏi nhiều vô cái nhìn thơm lắm luôn á. Mình để cho nó hơi sệt một chút rồi mình mới cho bánh gà vô. Lúc này mình đang nếm gia vị ha, coi nó có hợp khẩu vị của mình chưa, của gia đình mình chưa. Mặn mặn ngọt ngọt, thơm của mùi tiêu với mùi tỏi nữa nha.
giờ mình cho gà vô ha. Cho vô xong nó đi làm để lửa nhỏ nó vô đi mình tự cho nó thanh. Bé ơi, vô xuống chỉnh. Rồi cánh gà khi mình vẽ sốt mắm thì nó cũng kêu rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp mình cho cái dĩa nó ha. Rồi mình sẽ ổ quay một pha ké luôn. Mình sẽ ổ quay một pha ké cho mình có quay cho nhà. Mình muốn thu ngắn gọn video lại. Kém anh gì được ha, đã chín rồi giờ mình chay củ hành củ vô nữa, bảy cục hành nữa, mình tắt bếp ha. Mình kho cái nước một xíu nên là cái còn mà chiều mình chấm rau muống mình ăn. Rồi canh cũng đã chín rồi cả nhà. Bây giờ mình cho thêm gia vị vô ha. Hồi nãy mình cho gia vị vô thịt mình teo rồi, giờ mình bỏ thêm ít đường, hạt nêm, bột ngọt. Mình cho thêm một ít mắm nữa. Mình nêm nếm lại ha. Thích ăn nóng nó nhắc nét thì nó ngon lắm cái nè. Rồi nồi canh của mình để vừa ăn rồi, cho vào đây một ít tiêu. Mình đã làm xong bữa cơm rồi cả nhà. Món cá nhồng kho với cánh gà chiên mắm, ổ que xào trứng, món canh khoai tím thịt bằm. Bữa cơm ít tốn kém mà lại ngon cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức bữa cơm trưa cùng gia đình mình nha. Thôi video của mình đến đây tạm dừng. Mình chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.